Từ ngày 5 tháng 10 cho tới nay, thiên tai xuất hiện dồn dập ở nước ta với ba cơn bão, một áp thấp nhiệt đới gối nhau và mưa lũ xảy ra triền miên với nhiều điểm mưa lớn kỷ lục ở miền Trung. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ở các tỉnh miền Trung trong khoảng từ 5 đến 7 ngày tới, tiếp tục xảy ra mưa to trên diện rộng. Hiện nay, giải hội tụ nhiệt đới nơi phát sinh ra các cơn bão và áp thấp nhiệt đới dồn dập vào nước ta trong thời gian qua vẫn có trục vắt qua khu vực miền Trung. Vì vậy, ở các tỉnh miền Trung trong khoảng từ 5 đến 7 ngày tới, tiếp tục xảy ra mưa to trên diện rộng. Trong đó, khu vực mưa lớn nhất sẽ ở các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ và có thể trong những ngày tới ở khu vực này tiếp tục xảy ra lũ cao, gia tăng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Từ khoảng 23 tháng 10 cho đến cuối tháng 10, vùng mưa lớn ở Trung Bộ có xu hướng thu hẹp lại, chuyển dịch dần xuống phía Nam và tập trung ở các tỉnh từ Quảng Trị đến Khánh Hòa với lượng mưa có xu hướng giảm so với thời kỳ từ nay cho đến ngày 21 đến ngày 22 tháng 10. Từ nay đến giữa tháng 11 năm 2020 vẫn là giai đoạn mùa lũ ở khu vực miền Trung. Do đó, tình hình mưa lũ vẫn còn có khả năng kéo dài. Dự báo tổng lượng mưa tháng 11 năm 2020 ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình ở mức sấp xỉ trung bình nhiều năm. Các tỉnh từ Quảng Trị cho đến Bình Thuận tổng lượng mưa cao hơn từ 20 đến 50% so với trung bình nhiều năm.